Quá wow, Diễm xin kính chào tất cả bà con cô bác đã trở lại video tiếp theo của Diễm Minh. Thì hiện tại giờ quý cô chú anh chị có thấy là trời mưa nãy tầm tã luôn quý chú anh chị ơi. Đó. Thì Diễm Minh vừa ra ngoài xong là trời mưa liền luôn quý chú anh chị, đảo vô không kịp luôn. Đó, trời mưa rất là lớn luôn. Vừa tạnh mưa chưa mưa giờ cũng đang còn mưa quý chú anh chị, nhưng mà Diễm Minh chạy đây luôn. Đó. Bên đây trong đây thì thấy nè. Ờ nước mưa tầm tã chị Lon. Em là vừa ra ngoài xong chưa được 5 phút rồi trời mưa liền luôn á. Nãy giờ mưa lớn lắm, mọi người tát nước. Alo. Nhưng mấy là nó ngập lên trên rồi tát hút. Gì hả? Hút vô cái xô đem ra ngoài tát. Chứ mấy nó ngập đâu lên tới khỏi mắt cá luôn à. Gì hả? Mọi người múc từng xô đổ ra xa. Dạ có gì không anh? Dạ dạ dạ. Nó được ướt quần áo. Ồ, chú này ướt hết trơn luôn quý anh chị. Phải nói là tình cảm của khán giả dành cho chú phải nói luôn quý chú chị ơi. À, đây khán giả nữa nè, ướt trơn áo luôn rồi. Ồ, anh từ đâu đến anh? Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? Ủa Đồng Tháp quê tôi. Ồ nè, sao mình áo bông không hả? Ồ, khán giả từ Đồng Tháp lên nè quý chú chị ơi. Trời mưa gió anh em giờ ướt hết trơn rồi, chị Lon ướt mình hết rồi. Ngã thương lắm. Ồ, à, nãy em vô không được chứ, em vô được một cái ha. Em quay lên cái cảnh này một cái. Gì hả? Mưa lớn mà. Ồ, em vô đâu có kịp đâu. Em điện chú Tiểu điện em mà nói thấy mưa ầm 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 luôn. Không vô được. Quá à, thương bà con rồi nha. Mạnh cũng ướt áo hết rồi. Ướt hai bả vai rồi. Ừ. Quá trời quý anh chị. Nước qua hầu quý chú anh chị ơi. Thì anh Niu cũng vừa vừa tạnh mưa xong anh Niu dọn cơm cúng tiếp quý anh chị. Bây giờ có cái cậu nè, vừa mưa xong đó. Vừa mưa xong hả? Mưa xong là nó trôi đi hết luôn đó anh. Ừ. Mọi chuyện là nó hôm nay là ok rồi đó. Ừ, ok luôn hả? Đúng rồi. Thì, hồi sáng là giờ em vừa giấy xong một mâm cơm rồi giờ trời mưa rồi có nghĩ là chắc tốt rồi đó. À, nãy giờ em đi đâu mưa mất tiêu đi đâu vậy? Kêu em vừa đâu? Cúng xong em chạy ra ngoài đăng clip lên. Còn né cho cô nha. Né nè. Em vừa cúng xong là em chạy ngoài đăng clip lên đó. Đó thì trong đây mua liền. Ờ. 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 Bà con ai cũng quý ha. Bà con mà đến đây mới biết được cái cảnh ở ngay chỗ này mới thương. Bữa nãy đâu cưng đi ra đây cưng nói cái cảnh hồi sớm ở trong đây cho anh biết coi. Sớm anh đang điện cưng mà cưng nói mấy anh em đang tát nước ra đó. Đang tát nước nãy giờ nè. Chỗ này đúng không? Tội cái chủ đó cái nước đi phà ra ngoài luôn. Gì hả? Trời ơi ta. Ổng là ướt nhẹp chứ ông đó là như bà con như chú gì chú mình nhí cái gì đó à, ổng như con chuột lột luôn à. Trời ổng như con chuột lột. Có anh niu ướt hết luôn. Ờ thì chú đó cũng ướt luôn rồi. Nãy anh không nãy anh không vô được lạnh quá em vô trong đó không ngồi. Ướt hết tạnh mưa mới khỏe. Bây giờ là mọi việc là nó trôi chảy luôn rồi quý chú chị ơi, mua một cái là mát mẻ luôn. Bà con nếu mà nãy mà thấy ở đây rồi mới biết được cái tình cảm của bà con cô bác từ ở miền xa lên, những anh em ở Đồng Tháp lên nữa quý chú chị, rồi mới nhìn cái cảnh nó mới thương chú thêm quý chú chị, nó thật sự luôn đó. Đúng rồi. Ừ đi đi à, quý chú chị ơi. Anh Niu cái này là cái món cơm của ai anh? Còn năm con mưa gió rồi thì để đem hoa hoặc là làm đổ bộ với cậu cho đỡ bình nước. Còn ban đêm thì mấy anh em không có được vào nên không có. À, quý chú anh chị ạ. Ừ, phải nói là sau khi vụ việc đã qua thì có rất là nhiều bà con cô bác yêu quý chú đến đây rất là đông luôn quý cô chú anh chị ạ. Chị mình từ đâu đến hả chị? Dạ chị bên Dĩ An lên. Dĩ An lên hả? Chị lên với ai? Chị
của mẹ hả? Lên nóc nhà cha chú Vũ Linh. Vậy dọc đường có bị mất mưa không chị? Vậy hả? Quá quý luôn à. Tôi thích chú lắm tại đam mê của mình. Tôi thích cô thích nhất là vở tuồng nào con? Dạ, không nhớ là nó nhiều quá giờ không biết tuồng. Chú hát rất là nhiều tuồng ha. Dạ. Tăng cổ. Tăng cổ rồi tăng nhạc rồi chú có hát tăng nhạc nữa đấy nha. Chú hát tăng nhạc nhiều lắm á. Chú có hát với cô Cẩm Văn. Cô Cẩm Văn. Còn ai không cô? Cô có biết là ai nữa không? Cô Linh Linh gì đó. Chung nhiều lắm, chị không nhớ. Linh Linh Tâm hả? Cái gì Linh Linh đó, chú hay hát với cô đó. Chính tình. Nay đến mộ của chú rồi thấy cái cảnh mưa như thế này rồi mới biết được cái ở đây bà con yêu quý với chú như thế nào ha. Ngày đông vậy. Lặn lội đường xá tha xôi trời mưa trời nắng. Đông hết đó, có chủ nhật thì đông hơn. Hồi sáng đông lắm chị. Nhưng mà giờ thì trời mưa á. Chị mới đến luôn hả chị? Chị đến từ trưa giờ. Dạ đi trưa giờ hả? Vậy là hồi nãy rồi mất mưa chị cũng ở trong đây đúng không? Mưa quá lớn luôn. Đó là tuyệt vời luôn. Đây là một cái món cơm. Cơm chay, anh Niu cũng đặt cơm chay quý chú anh chị nè. Có đầu hỏng luôn. Rất là ngon luôn. Trời mưa gió rồi mà thấy cái cảnh này mới biết mới yêu quý cái thương. Chú nhiệt tình dữ hả? Mưa gió gì nhìn chú rồi quý chú vậy. Cũng như là đi xuống ruộng hả? Đi ruộng. Tắt nước hả? Chắc hồi nãy chú này chắc chú tắt nước chứ lắm hả? Trời ơi, tắt nước đây, sắt nước đổ ngoài kia. Dạ dạ. Chị Long chỉ ship luôn. Cái hoa này đẹp thì ghê tròn quay luôn trời. Quá đẹp luôn. Đây có hai vậy thôi. Dạ em chào vậy. Gì hả? Đó. Em cảm ơn chị ha. Đây là con của chị hả? Ủa cái hoa đó là chị đem lên cúng cho chú hả? Để nói cho trong anh Trần Lạc nha anh. Wow, quá quý luôn rồi. Ủa cái món đó là cái món gì vậy chị? Cái món chị đem lên á. Lớp trơn với bông. Không, không. Chơm chơm với bông hả? Cái tô gì ha, cái tô canh ha. Canh là của người khác. Dạ đúng rồi, em là em cũng chơi nhưng mà khán giả đặt là mình phải chịu ha. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, em còn để mấy chai lên cho chú là riêng luôn á. Nói chung á là ví dụ như khán giả cúng mặn em vẫn cúng nhưng mà em để chai riêng lên bàn của chú. Để chai riêng lên bàn. Riêng bên là được bao giờ cũng đồ mặn cúng cho cả. Dạ. Cúng chai thì sẽ tốt hơn ha. Coi hoài ngày nào cũng coi từ sáng. Dạ. Ủa bữa nãy. Mới nãy anh không nhiều anh yêu cũng vừa ra nãy anh yêu như con chuột lọt vậy đó. Yeah. Em thì em vừa chưa cúng cái bàn chai xong rồi chạy ra ngoài tải clip lên thì trong đây mua. Chị Đúc. Dạ chị Đúc Nhan đi. Phước đức nhiều lắm. Dạ, phước đức lắm. Bà con từ mọi miền ở ngoài nước ngoài luôn. Cái này nó sẽ mau chắc. Trên đời này chị chưa bao giờ thấy ai mà được như dạ. Cậu kỳ lạ quá ha chị. Cho lắm, đông lắm cũng không có chú, ngại là thôi à. Cái này mình không biết nghĩ như thế nào chứ tự lương không, ông là một người rất là đặc biệt luôn á. Cả thế giới
luôn. Dạ. Nói chi mà nói ở Việt Nam. Hồi lúc trước thì có bác Hồ, đúng không? Bác Hồ thì nổi tiếng luôn. Bây giờ thì lại có chú nói gót theo. Hả? Thật sự luôn quý chú chị. Mấy chị chia sẻ phải nói luôn rồi, chưa có thấy ai mà như là chú quý chị là phước đức vô lượng luôn. Đó. Con chào cô. Ủa cô từ đâu đến? Cô dốc á hả? Ủa cô nay cô đi đến với ai? Dạ dạ. Đang cúng. Chị đưa cô đến đây mới được mấy lần rồi. Lần thứ hai là đã đến hen, rồi lần này là lần thứ hai. Dạ. Thì cô đến đây lần này thì trong cái khi mà đi lên thì mưa rất là lớn, thì cũng đục mưa rồi, thì giờ cô đến được ngôi mộ của cộng đồng rồi, thì thắp hương cho cộng đồng, thì bây giờ trong lòng mình như thế nào ha? mình đã cố công đi mình thích. Dạ, như vậy thích mình thích đi mình mới đi được. Dạ. Ái mộ mà. Dạ. Ở, coi lúc mới 18 tuổi. Coi con năm hát là lúc từ 18 tuổi. Dạ. Là yêu mến tới bây giờ luôn. Là lúc đó là hình như là ấy còn hát tại vì cũng gần biết mà, biết nhà rồi dắt đó. Dạ. Lúc đó ở Nguyễn Kiệm kìa chứ không phải là ở Phan Đăng Lưu giờ đâu, không phải ở đầu chi điểm giờ đâu. Dạ. Là lúc đó còn đi cái xe 67. Dạ, xuyên 67 luôn. Ờ, xong bắt đầu mới lên được cái xe 4 chỗ mà còn nhớ biển số luôn, 2552. Cái xe của chú vợ. Không, là cái xe màu trắng rồi, chứ không phải xe xanh này đâu. Xe xanh này sau này mới đổi. Dạ. Nhớ mà. 2522. 2552. Số đó là chiếc xe hơi cậu chạy đúng không vậy? Cái xe màu trắng kìa. Xe đó là xe cũ hồi thời trước của cậu. Xe cũ nữa hả? Tại vì là lúc đó là hát đi xe 67 là hát con bé thôi. Dạ. Hồi đó là hát với Kim Thủy với Phượng Nhung rồi đó, là mình đã coi rồi. Dạ. Xong bắt đầu mới về Trần Vũ Trang á, là bắt đầu thời gian mới đổi được cái xe 2552 đó. Trời ơi. Chị không nói là không biết luôn á. Cô là hâm mộ cô năm lúc 18 tuổi tới bây giờ. Biển số xe còn nhớ luôn. Quá là số đời. Coi nhiều tuần lắm. Mấy chục năm luôn. Quá số đời. Không, không có nói, nhưng mà có như là đi vô đi ra vậy nè. Mình đi coi thì dạ. Đi vô thì dạ. Mình coi. Đi ra đi vô cũng là gặp ha. Gặp, nhưng mà mình không có nói chuyện. Đấy là mình không có tiếp xúc để nói chuyện giao tiếp với nhau. Đúng rồi. Dạ. Chị thích là đi coi. Dạ. Thì lúc đó là nhà mình gần với nhà cậu Năm nên mới biết được là cậu Năm chạy những chiếc xe là hồi xưa như vậy hả chị? Cô đó ha? Nhà mình ở chợ gần chùa Nghệ Sĩ. Dạ. Còn nhà của cậu là đường Nguyễn Kiệm. Dạ. Dạ. Thì lúc đó là cô thấy cậu Năm chạy những chiếc xe đó hả cô? Ừ. Dạ. Có người chở bằng xe 67 hay xe kia gì đó. Hồi xưa xe màu đen đó. Rồi, màu đen là 67 đúng không anh? Đúng rồi. Xong rồi bắt đầu mới đổi được thời gian đó, là mình đầu vài năm sau là mình mới đi cái xe 2552 là xe màu trắng đó. Dạ. Sau này mới đổi cái xe xanh này. Dạ. Đổi qua 3 xe rồi một con. Đổi qua 3 xe rồi. Ba xe, xe màu đen là xe cuối cùng luôn ha cô em? Ừ, cái xe mà bây giờ mà hay đi đó. Dạ. Là xe này là mình biết. Là cuối cùng luôn ha. Là tính ra là cậu là sử dụng được 3 chiếc xe. Ừ. Dạ. Trước là xe Honda. Xe Honda tới xe 4 bánh màu trắng đúng không? Đúng. Xong rồi giờ tiếp cái xe màu này màu đen. Ừ. Là 3 chiếc. Lúc mình coi đó là mình thấy vậy. Dạ. Mình coi được Bạch Nhiên con cá là con bé này. Xong rồi qua Trần Vũ Trang là mình dưới đó là mình coi được Dù Áo Vùi Đời nè. Dạ. Đường Sơn Bá với lại Tình Yêu Trứng Cướp nữa. Dạ. Dạ. Chắc đâu là ngày hôm nào tính là cô là theo dõi rất là nhiều tuần của cậu Năm Vũ Linh ha. Là đóng qua Hề, lần đầu tiên là mình coi là Vũ Linh là đóng với lại trong đó có Hề Vũ Đức. Dạ. Cái anh Hề mình lùng. Dạ. Xong rồi mới tới Hồng Tơ Bảo Trung. Dạ. Ủa, cô phải nói là nhớ từng chi tiết luôn. Phan năm 18 tuổi đúng không? Mấy chục năm. Cũng 18 tuổi đấy, lâu lắm rồi. Mấy chục năm. Mấy chục năm qua đầu năm mình cũng hết luôn. Không, bây giờ là không gần, tại bây giờ là đã đổi nhà rồi. Đã đổi ra. Cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ.
cảm ơn cô nhiều ạ. Rất là nhiều đã chia sẻ. Cô về luôn mạnh khỏe và luôn luôn tươi trẻ. Và xin chào. Luôn mạnh khỏe và tươi trẻ xin chào. Cảm ơn chú. Tại hai xem thích. Mà không có ai mà lũ đạo qua đâu. Diễn rất là hay. Với lại cái lúc mà hôm bữa mình coi có cái clip của chú nào đăng quên rồi. Là có cái chú mà nói là đi bán quạt đó. Bán quạt là quán quạt gặp gia đình. Là hôm đó mình có coi mình chứng kiến luôn đó. Là cậu đứng lên về bước xuống xe đó. Chú đó là có cho bánh bao với lại dắt vô coi cũng có đó. Mình có thấy là nó mình coi luôn. Hôm nay mình cô thì cô có làm gì không cô? Ở nhà cô có làm gì không? Làm công nhân. Dạ, công nhân ha. Nhân mấy chục năm rồi. Hôm nay chủ nhật rảnh nên mà đến đây ha. À, rất là quý luôn. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Rất là cảm ơn cô đã chia sẻ ha, những cái câu chuyện mà phải nói là anh em đây là chưa có biết luôn á. Từ lúc chia sẻ giờ là đây chưa có biết là chú có một cái chiếc xe màu trắng đó, biển số mà nhớ gành đến như vậy. Thì con nghĩ rằng cô là một người cái fan cuồng rồi. Chú biết không, lúc mà hát gặp gia đình đó nha, khi mà là chiều mà một ngày chủ nhật là hát 2 suất. Dạ. Thức 2 giờ là mình đi coi thức 2 giờ thôi. Ủa rồi, hát chất chiều 2 giờ nữa hả cô? Ngày chủ nhật là hát 2 suất đó. Ủa hát ở sân khấu nào? Sân khấu đặt gia đình là Cao Đồng Hưng, kế chợ Bà Triệu. Gì hả? Ừ. Wow. Kế chợ Bà Triệu là cái chứ biết chiều mà đã giảng hát rồi rồi hả, là cái con đường nó bích hết. Dạ. Yeah. Con đường bích hết luôn. Dạ. Yeah. Trong khi đó những đợt khác thì nói chung là cũng có cái hay nhưng mà không bằng đâu. Mà tới Vũ Linh về đó là từ cái chợ Bà Chiểu mà tới cái đạp hát là coi như là đạp nghẹt, không có chỗ đi luôn á. Dạ. Mà giảng hát rồi nó không có chịu về đâu, mà lúc nào cũng đông. Dạ. Vé là hết lúc nào luôn. Ở lúc mình đi coi toàn mua vé chợ đen không. Không dạ. Biết mua vé trong dạ. Trong đâu. Thấy có quầy vé mà quầy vé là bán cho suất sau chứ không phải bán. Con cảm ơn cô ha cô, chia sẻ những cái câu chuyện rất là hay luôn. Bên đó cũng mới thấy rồi kìa. À, em gái có bầu. Cũng đến đây để thắp hương cho chú quý anh chị. Hồi đó giờ mình mới thấy em gái có bầu. À, đến đây thắp hương chú quý anh chị. Dù là có bụng mang dạ chữa nhưng mà dẫn đến đây để quyến chú nha. Đó là phải nói là thật là khâm phục cái tấm lòng của em gái luôn. Đợi chút xíu mình sẽ hỏi sao ha. Không có nói vô nhưng mình cảm nghĩ như thế nào là kêu mình xem như vậy. Dạ cái gì giờ cô nói cái gì? Cái đó nhạy cảm lắm. À cái chuyện gia đình ha, chuyện gia đình thôi mình bỏ qua bên đi cô ơi. Chuyện gia đình để cho người ta giải quyết đi. Ờ à, đúng rồi, chuyện riêng tư của gia đình thì để gia đình giải quyết đi. Đúng không? Không, giờ mình đâu có trong cuộc đâu, mình biết đâu. Ờ đúng rồi, ai. Đâu trong cuộc không biết. Tại vì ai cũng phải nói cái điều đúng không phải là ai nói. Đúng rồi. Mình ở ngoài làm sao mình nhìn mình phán xét được đúng không cô? Cho nên tốt nhất là mình ai mọi Vũ Linh mình biết Vũ Linh. Dạ. Còn cái gì của gia đình dạ đúng rồi, cô nói rất là chí lý luôn. Cảm ơn cô ha. Ôi, bé nhỏ xíu hả? À, dễ cưng ghê không? Xem như là không thấy nữa. Ủa chương trình nó chị nói rất là chỉ lý quý anh chị cái việc gia đình thì cho nên là không có gió nữa. Chào chị nha. Ủa chào em gái. Ủa hai mẹ con hả? Hai chị em. Hai chị em hả? Hai chị em thì thấy dễ thương không? Trời ơi có bầu mà mình cũng như đến đây để quyến mộ chú nữa. Dạ. Dễ thương không? Thấy dễ thương không? Dễ thương. À, ai mà qua clip của Di Minh là quay lời đều dễ thương hết á. À, không, tại vì bà con giờ cũng dễ thương luôn mà đẹp hơn. Đúng làm xuống không biết 5 kg luôn rồi á. Em chưa biết nữa. Làm rồi về cậu tới giờ. Tới giờ ra ha.
Ủa xấu quá. Ủa sao sao gì biết? Trời coi từ đầu đến giờ Chi Minh không mà. Ai cũng nói lúc đầu là không có đẹp. Chắc là cậu độ á. Dạ. Chắc Duy Minh nghĩ là cậu là cũng là một cái người ơn của Duy Minh, luôn phù hộ Duy Minh. Cậu sẽ phù hộ cho mình. Dạ. Sau này mình được cái phước đó mình là mình làm ăn. Làm những cái việc thiện giống như là chú. Con cũng có cái tâm nguyện là làm giống như chú. Dạ. Mình làm mình cái lòng thì cái kiên nhẫn của mình đó, nó có là dạ. Còn cái chị Lon mời chị Ly trà đạo hả? À chị Lon. Chị làm, chị làm ngon lắm á. À ngon ghê nè. Ủa chị còn làm trà dâu nữa. Dạ hả? Dạ. Ủa con gái bên kia hả? Dạ. Chị gái. Ở nhà đi chùa chứ không phải là có cái duyên lắm mình. Duyên. Đi tới cái chùa đó đông quá thì mình cứ ngồi ngoài, mình đâu có vô trong chánh điện được, mình đi trễ chút. Dạ. Rồi ngồi ngoài đó thôi mẹ ơi, đi cái Vũ Linh nha mẹ. Trời ơi, cho thế được rồi. Vậy là chạy từ ở bên mà Lê Minh Xuân á. Dạ. Chạy đi qua Hóc Môn, Hóc Môn mà chạy qua ấy, mà chạy chạy qua đây đó chứ không phải là từ nhà ở quận 10 mà đi chạy vô. Dạ tao. Dạ chắc cũng có duyên ha, đúng là đi bên kia phải không? À. Nhưng mà phải khiến đi qua bên đây. À, quá là quỷ luôn. Dạ. Trên đời này chưa có ai mà được vậy, tôi nói thế nó thật. Dạ. Không phải mình nói. Dạ, chị cũng thấy là chú là một cái người đặc biệt rồi. Đúng rồi, đặc biệt. Đó, làm như là theo như là Duy Minh nghĩ là có cái điều gì nó rất là kỳ lạ. Đúng rồi. Không phải như là còn người lúc sống còn chưa có nổi tiếng bằng lúc chết còn nổi tiếng hơn cái lúc mà còn sống. À, tại vì cái việc bao tốt của người của biết dạ. Thế giới luôn. Tại là chú người có tâm có đức, mà thêm cái là khi mà làm việc nha. Những cái mà phước thiện chú không có phe phang đó, cho nên là khi mà mắc đi bà con biết được, mình không biết cái đó là cái phước nó nằm từ cái đúng rồi đúng rồi nó mới chỗ ra lúc dạ. lúc ba mất là phước của chú Duy Minh nó mới chỗ ra. Dạ. Do cái phước chứ không phải là tự nhiên mà có đâu. Dạ. Phước đức chú làm tích dạ. lũy sau này bây giờ nó có. Dạ. Có quý luôn. Mình cũng là anh Niu. Anh Niu thì Duy Minh vừa cúng xong á là vừa chạy ra ngoài đăng clip là trong đây trời mưa, chạy vô đâu kịp đâu, mấy anh em ở trong đây là người nào người nấy như là chuột lột vậy đó. Thấy trong đây là hai giờ sớm đi vô thấy anh em với mấy chú cùng ở dưới, là mấy anh em cũng dưới Đồng Tháp cũng lên rồi, mấy chú cũng ở đây nè, đông lắm, sáng giờ đông lắm, bà con đến, nói chung là đến lây gai hoài, rất là đông. Em cảm ơn ha, để em đi dọn chút thì nhiều sức khỏe nha chị. Dạ. Đây cũng có không? Chút gì ha. Đây để cho mình đứng xa xa ra tí để quay cho bà con ha. Xem đó. Anh yêu cúng cũng là đồ món á quý chú chị. Nhưng mà chị mình thấy là như là chục món á. Cậu cho con bình bánh cậu ơi. Cậu cho con bình bánh cậu ơi. Về cưng kìa. Đó con bé nè đã không. Con thấy cưng quá chị. Cưng kìa. Nhỏ xíu mà đi lo lo. Nước cô này. Vút vút hình ngoài cô gì chụp một bôi đi vút chú à. À đó, chú đẹp mình chụp vô mình mới đẹp ké. Xấu vậy em thấy ủa hai người này thấy còn trẻ khô mà phải, còn mình chị mới đúng chứ. Chắc là chị đây được ha. À, mới nhìn lại tỉnh đâu tỉnh đâu là lớn tuổi, ai ngờ nhìn kỹ là thấy còn trẻ. Hai chị đến từ đâu hả chị? Em đến từ Củ Chi rồi. Củ Chi hả? Dạ, em chị ở Bến Cát. Ủa sao người Củ Chi, người Bến Cát? Tại ở đây ẩm chị thôi, cho qua đây. À, tức là
cũng như là nhiều khán giả đến đây nè, không quen mà nhiều khi là đến đây là cũng tâm sự. Mình đến đây là, dạ, mình là người gia đình của chú. Đúng rồi, gia đình cũng là khán giả hết của chú rồi. Chú thì chú yêu thương hết tất cả khán giả mà. Ai đến đây thì chú cũng cũng quý hết. Cho nên là những mấy cái chữ nghệ sĩ của nhân dân này ra nha. Mấy người đã biết là chú là nghệ sĩ ưu tú đó, nhưng mà cái chữ đó mình cảm thấy nó người nghệ sĩ của nhân dân. Mấy cái chữ cái danh nghệ sĩ ưu tú thấy chú nó không thỏa đáng. Nên mặc dù cái danh của chú đúng, dạ, là nghệ sĩ ưu tú, nhưng mà ai đã chữ nghệ sĩ nhân dân lên thì mình thấy thích. Phải thích ha. Thấy thích hơn. Nói chung là đây là những cái của người dân đã phong tặng. Mình công nhận là được. Mình công nhận. Danh hiệu thì chỉ là ưu tú, nhưng mà hình như là trong lòng dân là đã có chữ nhân dân rồi. Chú là người của nhân dân rồi. Cái chữ nghệ sĩ ưu tú thì nó đúng, nhưng mà nghe cảm giác nó không thỏa đáng. Không đáng ha. Cũng ra là hỏi nhân dân ha. Nhưng mà không cần, chú ngày xưa chú sống, thời chú còn sống thì chú cũng đâu có mà gửi đơn để làm phong danh hiệu đâu. Chú sống chú vì cái tâm mà chú không cần giới thiệu, dạ, nhưng mình chú, mình thì thấy không thỏa đáng, mình không hài lòng. Chị có xem những cái video mà của là chú khi mà chú đi diễn mà ở nước ngoài mà người ta làm cái live show á, người ta mời chú lúc mà chú lớn tuổi á, có mấy cái live show của chị Dân Tiên á. Mà cái điều đáng quý ở đây là khi mà có được một cái cuộc thoại ghi âm được để phá mới phát đây, mới gì mình cũng mới thấy luôn, là người ta bên bên nhà tổ chức live show người ta ngỏ ý với chú là nếu mà hát không nổi có thể là hát nhiếp. Nhưng có cũng vì vậy mà chú không đi được luôn đó. Nhưng mà chị biết sao không? Cái kết quả là chú không đồng ý. Từ chối. Trời ơi, chú mà từ rồi, chối rồi, gì rồi. Chú đợi chú mà không phải không phải cái lý do là chú từ chối gì cái gì, mà chú từ chối gì là tôn trọng khán giả. Là chú nói là hát như vậy là lừa khán giả, cho nên là bởi vì nói tới là giỡn ốc luôn rồi. Hình như là sao cái vụ đó là chú không còn đi diễn nó quậy được nữa luôn đó, tại sức khỏe đó. Đúng rồi, sức khỏe. Tại vì chú diễn cái lúc chú diễn nó quậy là trước năm đó rồi. Chú diễn cái lần cuối cùng ở nước ngoài là năm 2017 ở bang California ở chú Mỹ. Nói chuyện đó là năm 2019 rồi. Đúng rồi. Nên thành ra chú không biết. Đúng rồi. Cái đó là cái cuộc điện thoại ghi âm đó. Lúc mà diễn tuần này chú đã 57 tuổi rồi. Đúng rồi. Cái tuần này coi xong cái tự nhiên thấy thích hơn cái tuần lên sư phái trước bình đại. Vậy là chị thích tuần này hả? Nhưng mà em không phái, em phái cái luồng tuần lương sơn bá hơn. Hồi đó không ơi lương sơn bá trước bình đại. Coi tuần này lại thích hơn. Tại vì coi cái tuần lương sơn bá nó dễ thương. Dễ thương cái nhân vật á. Chú phá coi nhân vật quá xuất sắc. Mình coi tác tuần này. Này thích hơn. Chú là em coi cái video đó hồi tối ở đây thôi. Em xúc động hơi ghê luôn á. Với lại biết sao, em biết sao, tại do cái tuần lương sơn bá trước bình đại hồi đó cái kỹ thuật mình không bằng. Và bây giờ là cái kỹ thuật người ta đã tiên tiến hơn rồi, nên không cái đoạn nào không được nên người ta bỏ. Còn cái đó mà chỉ cần mà có một câu lỗi vô cũng phải ráng chấp nhận thôi. Chứ không bỏ lên tuần sao. Còn giờ bỏ câu nào lỗi câu nào bỏ câu đó, nên cái tuần này các chú hát rất chuẩn luôn á. Kiếm câu lỗi một tuần mà 16 tập mà kiếm một câu lỗi của chú không ra đó. Dễ gì. Còn ngày xưa khi nào không chú không lỗi nhưng mà người khác lỗi cũng phải để. Dạ. Đúng rồi. Tại vì nếu lấy phải bỏ luôn, phải quay lại từ đầu. Dạ. Còn bây giờ kỹ thuật tinh tiến rồi. Chỉnh câu nào ngắt câu đó chỉnh. Nên chú không phải chú ca không lỗi mà những người khác á, ai ca lỗi chú bắt mình cảnh lại hết. Có coi hậu trường đó. Dạ. Cho nên cái tuần này rất là chuẩn luôn. 16 tập mà mỗi tập căm coi 5-7 lần chắc hàng trăm lần. Thì coi quá coi luôn. Phải nói là khi mà coi cái video hồi tối là em rất là xúc động luôn. Chú từ chối hẳn hoi cái cho dù cái bên nhà tổ bên tổ chức live show người ta cũng như người ta gợi ý, người ta nói như vậy, giờ khán giả yêu quý chú, yêu quý anh này kia đồ dữ lắm này kia, giờ cho dù lên thấy anh diễn sức khoảng 80% là đã thích rồi, không cần phải hát. Đó là thích 80% rồi, nhưng mà chú vẫn từ chối. Rồi coi cái chú vẫn từ chối. Coi cái clip hậu trường mà lúc chú diễn trong giải Mai Vàng á. Lúc đó sức khỏe chú yếu lắm rồi. Yếu. Mà lúc chú nói chú đi ra sân khấu thì chú sợ té, thấy thương ghê á. Trời ơi. Chú nhiều cái video phải nói khi mà xem chú một cái là muốn rớt nước mắt luôn. Lúc đó chú giang ngô quyền, ngô quyền là phải tướng mà phải quay phong. Dạ. Mà chú lại lúc đó chú quay phong mà chú sợ té. Dạ. Lúc đó là chú yếu mà ha. Yếu. Thì mấy tháng sau chú mất đó, coi thấy thương ghê vậy. Mà vẫn ra sân khấu ha. Mặc dù hình như tâm biết đó chú không dám diễn nhiều.
mà giọng hát vẫn rất hay, vẫn rất đúng không? Giọng hát của cậu là cắt lên là rất là hay luôn, không ai có thể sánh bằng luôn. Mà coi trong hậu trường thấy thương quá, coi trong hậu trường nó cứ hậu trường cậu năm rồi sợ bị té, sợ ra sân khấu đó. Mình hiểu vì sao mà giai tướng mà cậu không diễn gì mà nghe càng mình chị có biết cái mộ của chú mai mốt nó để cái hình nào không? Đây em chỉ cho chị à. Cái hình này à, cái hình trong ba tấm hình chung một tấm á. Ba cái hình chung một tấm hình ngang á, tấm hình ngang á. Tấm hình ngang á. Không đâu. Tấm hình ngang á chị. Tấm hình ngang á. Đâu rồi? Nào, đây hả? Đây nè. Đây quý chú đây là tấm hình này nè quý chú chị, tấm hình này nè, tấm hình này mơ mốt để trên mộ của chú, không để một tấm luôn thôi, một tấm này nè quý chú chị, tấm này nè, tấm này là à đúng rồi, màu đỏ, đúng rồi, mới mở màu đỏ bởi vì cái mã của chú đang khắc là đỏ, đá đỏ, đá đỏ Ấn Độ, đá đỏ Ấn Độ. Đó là cái mẫu đó luôn á, cái hình đó luôn á. Thì Duy Minh buổi sáng thì cũng cúng rồi, cũng giấy là để cho là các chư vị thổ thần thổ địa ở đây, đất đai dương trạch, thần hoàng bổn cảnh, long thần hộ pháp ở Nghi Trang Hoa Viên Bình Dương, và với các chư vị ở đây cũng gia hộ độ cho là từ đây đến là làm mộ chú cho nó yên ổn với chú chị đó. Đó, cho nó im xuôi ha. Bây giờ thì gió giật trên cấp 12 à, cái gì anh hả? Gió gì giật cấp 12 vậy hả? Cấp 12 này gió cay kìa, không kìa, gặp quật kìa. Cấp 12 là cái này đâu còn đó cấp 10 quý cô chú anh chị, buổi sáng nay thì có rất là nhiều hoa quả và đồ chay, nhất là đồ chay thì bà con cô bác khi mà đăng tải video lên thì Duy Minh thấy là bà con cô bác rất là ủng hộ và cúng những cái đồ chay như vậy thì chú được rất là tốt luôn, nói chung là rất là tốt đi quý chú anh chị ơi. Tại vì mình kêu qua đây hồi sớm thì anh em trong đây khá là vất vả luôn quý chú anh chị. Chị, ủa chị cái áo đồ chị ướt hay gì vậy? Rồi. Ủa sao không có ấy áo gió mặc vô? Rồi. Đang mát. Dạ, đang mát hả? Chưa nóng. Hồi nãy mấy anh em trong đây người nào người nấy như nhà chú này như gì đồ thôi đi. Vì mình là vừa cũng vất vả lắm. Dạ. Nước ngồi nó đầy ngay chỗ này nè. Chú không về đi chú thay đồ đi. Xa lắm. Xa lắm hả? Trong đập giáo lận. Chú ở đây bệnh rồi cảm hay sao? Hả? Bệnh không, cảm hay sao? Không, quen rồi. Quen xưa hả? Đi chăn trâu, xưa đi phục vụ đàm dữ lắm. Chú này hồi bữa hổm chú nói là chú gì bà con với chú chú gì? Bà con với chú gì ta? Chưa ăn hả? Chú nói chú bà con với ai nè, nghệ sĩ nào nè? Mà còn dài đừng nói chú không nhớ luôn nha. Mình nhí. Mình nhí hả? Mình nhí. Chú nói chú có đóng tuần với chú nữa đó, chú Mình nhí nữa đó. Thì nó khác chút. Khác chút. Người ta thì mặt nó chưa kim ăn nó tròn, thì mặt nó như. Nhưng mà đang đây nhìn cái mũi đó giống chú Mình nhí. Yeah. Chú nói là chú có bà con á. Có được cũng như gì trong yeah. Trong cái đoàn hát cứ nói chuyện với nhau, gặp với nhau, nói chuyện là trong gia hài đó. Rồi đi xem gia đoàn đâu lên đóng kịch được coi như vậy thế nào có đúng gia đình yeah. Nghệ sĩ Minh Nhí có cái gen mũi to. Bà con thấy mũi to không? Mũi to nhí mà cái mũi thì không nhí biên nào. Ừ. Nghe nói là con gái của chị đi không? Nghe nói là nãy là đi chùa mà giờ phải chuyển qua đây hả? Chắc là cậu sẽ chuyển qua đây quá. Đang đi chùa tự nhiên chuyển qua bên cậu Năm à. Ủa vì sao tại sao mà đi chùa nửa chừng chuyển qua đây? Đây.
chị em. Ủa hôm nay là chùa đông lắm hả? Thánh Thành á. Chùa nào gái? Chùa Pháp Tạng hả? Wow. Sau dạo này Duy Minh thấy là bà con mình hay đi chùa nhiều lắm nha. Đi chùa lắm. Làm gì cũng bà con giờ cũng biết là ăn chay niệm Phật nè. Rồi làm phước nhiều lắm. Nhất là đặc biệt là từ khi chú mất đi thì nhiều thấy nhiều bà con cũng làm phước nhiều lắm. Em cảm ơn ha, cảm ơn ha. Về mua hả? Ồ. Từ đây chảnh là bao nhiêu cây vậy? 2 tiếng đồng hồ, đi 2 tiếng. Ồ, đi 2 tiếng đồng hồ cũng vất vả ha. Hồi nãy mình đi xe gì? Em đa hay em đa phải mã mua rồi. Có mua ha. Rồi có mua thì dạ. Dạ. Chị chúc hai mẹ con về Thượng Lộ bình an ha. Gặp nhiều may mắn. Gia đạo gia đình cũng được đầm ấm. Chuyện làm thì đến, chuyện xui thì xua đi. Đó, mang lại nhiều cái may mắn trong gia đình. Cảm ơn hai mẹ con ha. Đó, chị lon chị lủi thủi hoài vậy đó. Đó, giữa cái này giữa cái kia. Hả? Có. Dạ. Dạ. Đó, mình cô đẹp mà. Cô dễ thương rồi. À. Vui. Ủa vui của ai vậy? Được. Cũng hả? Lộc hả? Dạ. Để rồi lại đi qua bên đây thấy. À, ông chú anh chị có thể thấy nè. Ở quạt cô ấy hả? À, bây giờ chờ mưa gió. Ủa anh chị cũng mới đến thì vậy? Phải không anh chị? Ủa chờ mưa gió mà vẫn đến luôn hả? Dạ. Đi mất mưa hả? Đi dùng đường có giá chú không? Có giá chú vô lên không? Dạ. Đốt nhang cho gái ấm áp đi anh. Anh với chị. Dạ. Bữa nay trời mưa gió, ủa chú anh chị ơi. Chúng ra là hôm nay là phải cúng thêm cúng buổi chiều nữa quý chú anh chị, nhưng mà trời mưa gió gì dưới đồ ăn nhiều quá, cúng nhiều cũng hôm qua thì mình cũng phát lương thực dùm cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rồi quý anh chị. Đó, cho tất cả các chư vị ở đây rồi. Dạ, anh ơi, anh quê anh ở đâu anh? Sóc Trăng. Sóc Trăng hả? Ồ. À, cho anh cúng không anh chị? Trăng từ. Ai? Ai? Con năm nào vậy? Vậy hả? Rồi con sống á ha. Ồ. Nè. Hai vợ chồng mình cho lại bàn tay. Chú hướng dẫn luôn rồi. mình ở nhà mình không có ít cúng hay sao chị? Đi làm xa. À đi làm xa ha. Cho làm ăn để là kiếm tiền nuôi gia đình ha. Bởi không gành ha. Dạ. Cũng có nhiều bà con cũng không gành là lo làm ăn trang trải đi kiếm bư vào kiếm tiền để nuôi con cái. Có hoa quý vị. Dạ dạ. Cảm ơn chị ha. Ồ chị có cái hoa gì quý vị? Không biết mua gì cúng luôn. Không biết mua gì cúng hả? Mua hoa hoặc là hương thôi, mà mình đến đây có lòng cũng được rồi. Ồ cái hoa của ai à? Chị này quý rồi. Dạ đi em xung quanh đi. À quý của chú chị ơi. Ủa ai ngoài đó hả ta? Vị khán giả nào rất là đặc biệt.
nè quý cô chú anh chị. À, nguyên một cái chậu hoa vàng luôn quý cô chú anh chị ơi. À, bây giờ thì rất là quý nghe, đội mưa lên đây đúng là quý quá ha anh. Đúng rồi em. Đem một tấm lòng rồi dạng như là rất là yêu mến cậu. Rất thương cậu. À, mưa gió cũng lên đây nữa. Trời mưa bão. À, hiện tại bây giờ trời ngoài đang mưa giật cấp tới mấy lần á mọi người ơi. Thì gió quá trời trên đó luôn kìa. Ồ xe du lịch mới chạy ngang nữa. Hello, chào sức sống mới nha. À, lâu rồi mới gặp. Sức sống mới của đó Duy Minh điện lại xong nghe máy gì chứ vậy? Dạo này đi bắt luôn rồi. Sức sống mới hổm sao Duy Minh điện lại không nghe máy gì chứ hả? Ủa đó điện Duy Minh rồi Duy Minh điện lại. Sức sống mới hả? Sức sống mới. Ở ngoài có khán giả kìa em. Dạ quý chú gì vậy? Nãy giờ em không thấy hả? Hả? Đang cầm cái vịnh 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 hoa lận. Con có cái gì không vịnh? Vịnh máy lại quý chú gì vậy? Định hình hoa là nhiều khi nó bay cái đó. Đang ôm một cái gì hoa hoa đồng tiền anh, hoa đồng tiền. Ồ, hoa đồng tiền. Ồ, quả quý rồi cô muốn khóc gì rồi. Con chào cô. Ờ, con chào. Ồ, con chào bà. Con chào bà ngoại. Ngoại hả? Ồ, quá đẹp luôn đấy, con cầm cho. Được hả, được hả? Được hả? Ồ. Ủa quà kìa, đẹp quá trời luôn. Ủa quà luôn, quý gì vậy? Ủa quá quý rồi. Ủa cũng vàng. Hoa đồng tiền, hoa đồng tiền. Vàng. À, còn là đồng tiền không quý chú chị ơi. Đây con cầm cho. Hãy cho chú Tiểu chú phụ. Dạ, cho mua trả gì ha. Mới đi ra con khúc. Để đi ra ngoài coi cái điểm nào để chọn cái chỗ mà để hoa đồng tiền quý chú chị. Giờ hoa đồng tiền không biết để đâu đây nè. Giờ hoa. Ồ quá đẹp rồi. Đó, hoa đồng tiền chắc phải để bên đây quá. Ủa trời ơi. Để cái hình này ướt hình cậu hết rồi. Giờ vô đây mới được. Để đây ướt hết. Ủa này hồi nãy để trong đây mà. Này để rồi, để cho. Để trong đi. Đúng rồi anh, từ sau làm anh. Không quý gì quý chú anh chị không? Đó. Quá trời luôn. Đẹp vậy. Trời ơi quá. Đẹp quá vậy. Trời ơi. Wow. Trời ơi. Quá. Đẹp quá vậy. Trước chỗ quan nè. Dùm đi hả? À trời ơi. Ồ. Vàng lắm. Quá trời luôn rồi. Chuyến này cậu mà hôm qua mới phát ăn là mới phát lương thực cái này là quá trời luôn rồi. Quá đẹp quá luôn kìa. Quá đẹp luôn trời ơi. Đẹp quá đẹp quá. Cực kỳ luôn á. Cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đặc biệt luôn. Chắc để ngang rồi, đúng rồi, để ngang hết cưng. Để ngang nó mới đẹp chứ. Lấp lánh quá ta. Lấp lánh luôn. Để ngang á, Khang. Ôi, cái này là. Cái này màu vàng, bằng vàng nha, vàng 18 luôn á. À, quá đẹp quá chị ơi. Vàng 18 rồi hả nha. Cực kỳ luôn. Cái này đẹp quá nè. Đó là cái gọi là hoa gì vậy bạn? Hoa gì bạn? Không biết hoa gì thấy đẹp luôn. Thấy đẹp thiếu cậu thôi. Đặt tên cho nó đi hả? Cái chủ nhân thì ta nói cây lộc vàng á. Cây lộc vàng. Cây lộc vàng mà thấy có đồng tiền trên đó không hả? Đồng tiền dưới chữ lộc nữa kìa. Là biếu cô, ô biếu cậu thôi. Quá trời quá rồi. Chị vô cho chị đẹp vô. Bằng vàng phải đẹp luôn. Cô lo có làm dùm kìa, cô lo có đẹp lắm luôn á cô chú. À, ở dưới là một cái khoảng vàng rất là to. À bò, có bò, có bông rồi. Có bông dư dư ấy nữa. Dư dư vậy. À bánh hay nha. Con từ đâu đến nè cô? Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? Đồng Tháp luôn. Đồng Tháp quê con rồi. Quê con nhưng mà cô ở dưới Nha Măng. Nha Măng hả? Ồ. Con ở Trần Chiêm quý vị ơi. Dạ, con là gái Nha Măng. Người ta có câu là những gái con gái Nha Măng.
Hỏi cái cô. Tôi quay thấy chú hoài. Quay thấy chú hoài hả? Cô móc cái kính. Dạ. Vậy. À, cô móc cái kính hả? Cô móc cái dạ. Kính. Cô móc hoài, biết móc cái cô thấy con mà cô biết con không? Tao không biết. Chú Nhi Minh như vậy nữa. Dạ. Con cảm ơn mày. Chú này tài hay gì nữa. Dạ. Dạ. Còn có chú nữa không? Một chú gì không mèo gì nữa. Nêu, nêu, nêu. Kè, kè cô. Có cái ấy kìa. Nhan nhan cô. Ờ, quý gì vậy? Từ Đồng Tháp lên, hôm nay sao Đồng Tháp lên đông quá ta? Lên bà con ở Đồng Tháp mình chắc nhớ mình hay sao lên đây là nhớ cậu đây, nhớ cậu quá. Nhớ cậu à. Nhớ cậu Năm mà quý anh chị. À, giờ thì để cho cô ấy quý anh chị ạ. Cô tóc luôn đi. Cô tốt hơn đi tí xíu rồi thì mình sẽ mà chia sẻ tiếp theo ha quý chúng chị, thì video tại vì video đến đây cũng khá là dài quý chúng chị ạ. Vì mình cũng xin tạm dừng tại đây thôi. Nếu mà bà con thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh ha. Giúp kênh tương tác với tất cả bà con cô bác gần xa ha quý chúng chị. À. Đó, giờ thì, xin chào tạm biệt bà con nhớ cho xem kênh xong cho Duy Minh một like và một đăng ký ha quý chúng chị, và chia sẻ để tương tác ha quý chúng chị. Xin chào hẹn bà con là một video tiếp theo ạ.